Ba pháp căn bản của người đệ tử Phật. Thưa quý vị đó, nếu mà nói cho đúng ra đó, thì cái phương pháp thực hành của người người đệ tử Phật mà sư nghĩ là quý vị đang nói ở đây là cái người cư sĩ tại gia. Nó có hai loại ha, một là người cư sĩ tại gia và hai là người xuất gia. Cái người cư sĩ tại gia đấy thì không phải Đức Thế Tôn gọi là bố thí giữ giới thâm thiền, mà cái trình tự pháp của Đức Thế Tôn nói là như thế này. Thứ nhất là Đức Thế Thế Tôn giảng dạy về sự bố thí, rồi tiếp đó ngài giảng dạy về giới, rồi Đức Phật dạy tiếp về sự nguy hại của việc hưởng thụ các cái lạc thú giác quan và sự sung sướng ở các cõi trời. Rồi sau đó đấy, là cái sự thanh tịnh, sự trong sạch, sự đáng quý của một cái đời sống ly dục, của một cái đời sống xuất gia. Và cuối cùng khi mà tâm của một người đã được định tĩnh, đã được trong sạch ấy, thì Đức Thế Tôn thuyết lên tứ đế để cho vị ấy có, nếu như có duyên thì vị ấy có khả năng chứng đắc đạo quả. Đấy, đó là cái tuần tự pháp của Đức Thế Tôn. Còn chúng ta có ba cái pháp là Đà Na, Xì La và Phà Qua Na, thì đó là cái gọi là cái chung mà chúng ta thường gọi là giới, bố thí, trì giới và tu tiến. Cái tu tiến á, thực tế thì cái thâm thiền, dịch là thâm thiền thì nó cũng hơi miễn cưỡng, bởi vì cái sự tu tiến đó là mang ý nghĩa là sự phát triển tâm, phát triển tâm. Tại sao là chúng ta phải bố thí? Cái sự bố thí luôn luôn được nhắc đến đầu tiên không phải là bởi vì Đức Thế Tôn muốn là chúng ta phải cho ngài cái gì. Ngài là một vị vua, ngài xuất gia, và ngài từ bỏ tất cả những ngôi báu, ngài từ bỏ ngôi báu, ngài từ bỏ tất cả những cái tài sản, thậm chí ngài từ bỏ luôn cả vợ và con. Thì không có lý do gì ngài từ bỏ tất cả để mà cuối cùng ngày hôm nay để mà ngài ngồi lên tòa sen và ngài chờ chúng ta cúng nải chuối cả. Sở dĩ Đức Thế Tôn dạy bố thí đó, đó là bởi vì ngài thấy là chúng sanh ấy, cái tâm của họ ấy, nó giống như là nó là một cái vùng đất bị khô cạn, nó cần có nước để nó tưới tẩm, để đất nó trở nên nó mềm mại hơn. Đấy, tâm mình, tâm của chúng ta cũng vậy, do nhiều chúng sanh họ thiếu phước, do đó đấy, khi họ thực hành bố thí đấy, thì tâm họ nó sẽ trở nên mềm mại hơn và họ dễ tiếp thu những cái phương pháp tu tập tiếp theo. Và nhờ cái quả báo của việc bố thí đấy, thì ít nhất nếu như họ không tu tiếp nữa thì họ cũng được sanh thiên. Còn nếu họ tu tiếp nữa đó, thì cái quả báo của sự bố thí đó cũng sẽ cho họ một cái hoàn cảnh tu tập nó dễ chịu hơn. Và tiếp theo đấy là chúng ta cần phải có một cái sự tự kiểm soát lấy bản thân. Nó giống như đấy, một cái lu đựng nước, một cái lu đựng nước mà nó bị khô cạn. Nó bị khô cạn thì chúng ta không thể nào chúng ta uống nước được, mặc dù chúng ta rất là khát nước. Do đó cái việc bố thí đó nó giống như chúng ta đổ nước vào trong cái bật chứa, vào trong cái lu, vào trong cái hũ, đổ nước vào để chúng ta có nước để chúng ta sử dụng. Nhưng mà ngoài cái việc mà chúng ta đổ nước vào, chúng ta còn phải làm thêm một việc nữa, đó là gì? Đó là không có cho cái lu, không có cho cái hũ, không cho cái vật chứa nó bị lủng, nó bị bể, nó bị nứt. Bởi vì nếu như mà cái vật chứa đó nó bị lủng, nó bị bể, nó bị nứt, thì dù cho chúng ta có tưới, có đổ nước vào bao nhiêu đi chăng nữa, nước nó cũng sẽ chảy ra hết. Và tùy theo cái lủng, cái nứt và cái bể của cái vật chứa đó, nó rộng hay nó hẹp,
mà nước chúng ta đổ vào nó có thể nó có chứa được hay không, và nếu chứa được nó chứa được bao lâu. Do đó chúng ta cần phải giữ giới để chi? Để nó bảo toàn cái công đức của chúng ta lại. Chứ nếu như mà chúng ta không có giữ giới thì nó giống như cái vật chứa mà nó bị lủng vậy, dù có bao nhiêu phước đổ vào nó cũng chảy ra cho bằng hết. Do đó chúng ta cần phải bảo vệ chúng ta lại, nó giống như là một cái rào, nó giống như là một cái lớp bảo vệ, nó bảo vệ tất cả các công đức mà chúng ta đã làm. Cái thứ hai, bản thân việc giữ giới đó cũng là công đức. Cái thứ ba là nó bảo vệ chúng ta khỏi những cái con đường sa đọa. Đấy. Do đó, cái việc giữ giới đó là một điều cần thiết. Cái thứ ba đó là sự tu tiến Phawana, tức là cái việc hướng hướng đến cái sự trong sạch nội tâm. Đó bao gồm cả chỉ và quán. Nên bao gồm chỉ và quán, hoặc là nói rộng hơn, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cái phương pháp mà bố thí và giữ giới, nó đưa đương nhiên là nó sẽ đưa chúng ta đến những cảnh giới thoải mái trong dòng sinh tử luân hồi. Nhưng mà một người học Phật thì chúng ta biết rằng dù anh có đi lên bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ có một lúc anh xài hết phước và anh đi xuống. Do đó đấy, cái tốt nhất là chúng ta lựa cái lúc, nhân cái lúc mà chúng ta vẫn còn phước, chúng ta lo vun bồi các công đức đưa đến sự giải thoát một cách rốt ráo. Bởi vì sao? Bởi vì cái hạnh phúc mà anh đang có đó, hạnh phúc do anh trì giới, hạnh phúc do anh bố thí, thì cái hạnh phúc đó chỉ là tạm bợ thôi, nó chỉ là một cái thời hạn ngắn, một cái vật phẩm được sử dụng trong cái thời hạn ngắn, và chẳng mấy chốc nó sẽ hết, chẳng mấy chốc nó sẽ hư, chẳng mấy chốc nó sẽ thay đổi. Do đó đấy, Đức Phật đề nghị chúng ta là phải thực hành một cái phương pháp để phát triển nội tâm. Để chi vậy? Để chúng ta có được cái phước báo bền vững, chúng ta có được sự hạnh phúc bền vững. Nhờ như vậy đấy, chúng ta sẽ đi đến cái hạnh phúc tối thượng, và chúng ta đi đến cái việc là không còn phải lo sợ sự già, sự bệnh, sự chết, sự tái sanh nữa.